Mình chào tất cả các bạn. Hiện tại thì mình đang ở vườn địa lan Mạc Xuân. Bây giờ thì thời tiết ở chỗ mình đang rơi vào 4 độ, trời lạnh xuất sắc luôn. Đối với cái thời tiết lạnh như thế này thì một số bông nó sẽ không nở vào đúng dịp Tết đâu. Tại vì trời càng lạnh thì nó phát triển nó chậm hơn. Ở vườn mình bây giờ cũng nở rất là nhiều rồi, cho nên là giờ này mà vào vườn địa thì rất là thơm các bạn, mùi hương rất là thơm luôn và rất là dễ chịu. Đấy, địa lan Mạc Xuân thì chủ yếu là màu nâu, nhưng mà nó là một trong những cái dòng mà rất là đa dạng về mặt bông. Cái này thì mình trồng từ đầu năm rồi, rất là đa dạng về mặt bông cũng như là màu sắc của nó rất là đa dạng. Ở vườn này thì mình xây dựng từ năm 2019 đến bây giờ, có nghĩa là cứ đến mùa thì mình lấy cái này là hàng rừng ạ, mình lấy về trồng thôi, xong là cuối năm có nụ là mình sẽ gửi cho các bạn để các bạn có thể chơi Tết này. Đấy là đối với các bác. Các bác ở miền Bắc thì muốn sưu tầm mặt hoa thì các bác có thể lấy hàng chưa hoa ấy, về mình trồng để sưu tầm mặt hoa. Còn các bác miền Nam thì chỉ có lấy hàng nụ thôi, tại vì địa lan Mạc Xuân vào miền Nam thì rất là khó ra hoa. Thì cứ đến mùa mà có nụ thì các bác có thể lấy về xong là trồng chơi Tết. Đấy. Thì còn nếu mà lấy hàng cây con về trồng sưu tầm thì khả năng có hoa của nó là rất là thấp ạ. Vườn này thì mình nó rộng vào tầm khoảng 1.000 mét vuông này thôi, nhưng mà rất là tốn. Lúc đầu trồng thì cũng khá là tốn giá thể, xong về sau thì cũng rất là dễ chăm thôi, mình chẳng bón gì nhiều. Đến cuối tầm khoảng cuối mùa thu, đầu mùa thu thì mình bón cho một ít cho bếp, cho nó cây nó cứng cáp và nó ra nhiều hoa thì thôi. Đấy, địa lan mạc đông, cái bông này là bông mạc đông. Mạc đông thì hoa cũng thơm các bác nhé, hoa nó cũng thơm như là mạc hoa cũng thơm như là mạc xuân luôn. Đấy, mình thì không biết những cái tiêu chuẩn để một bông hoa đẹp, mình cũng không biết đâu. Nói chung là nó đến cứ đến lò hoa là mình thích rồi. Tất cả những cái dòng hoa thì mình đều thích, nhưng mà thích nhất thì vẫn là mạc xuân. Còn những cái dòng khác, dòng thân thòng thì mình cũng thích, nhưng mà mình trồng thân thòng thì nó không được đẹp lắm. Mình thấy nó bệnh tật nhiều ấy, nên mình không biết chăm mấy. Nhưng mà đối với cái địa lan thì rất là dễ chăm, bác nào cũng trồng được. Địa lan, lan kiếm thì rất là dễ chăm. Các bác mà yêu thích những cái dòng này, dòng địa lan thì chắc chắn là không thể bỏ qua dòng này được. Ở địa thì có thể chơi lá này rồi chơi hoa. Nó rất là nhiều lắm, nó có nhiều tiêu chuẩn lắm các bạn. Nói chung là để một bông hoa đẹp ấy thì tùy vào từng con mắt của mỗi người thôi. Còn có mỗi tùy vào con mắt của mình, có khi là mình thấy đẹp nhưng mà những người khác thì lại không thấy đẹp chẳng hạn, cho nên là để đặt ra một cái tiêu chuẩn một bông hoa đẹp thì rất là khó. Nhưng mà cũng có rất là nhiều bông rất là xuất sắc nhé, những bông thủy trơn ạ. Riêng địa mạc thì mình rất là thích dòng thủy trơn, nhưng mà mình chưa có cây nào cả. Cái màu đâu? Ừ.